xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món tay giả. Rồi, mình sẽ làm. Lúc này nó đỏ là đang quay nè. Rồi. Các bạn có thấy mình làm khi nào á, không có mình chờ người ta đặt hàng về á mới mua được, chứ người ta chưa có đặt hàng nên mình không mua, chưa có lấy gì mà mua, tại vì người ta phải đặt hàng trước siêu thị á thì mới mua được, còn người ta chưa có đặt hàng thì chưa có có, cũng dễ à, khó. Nhưng mà ngoài ra thì mình không biết. Bạn nào không có nước này thì mấy bạn có thể là mua nước táo, nước ép, nước gì cũng được, ngon lắm. Nào có chua, có ngọt thôi. Ok, xong. Một miếng bằng dư thì mình sẽ để lại màu cho. Dạ lộn số rồi. Xong một món tay, hai thêm một cọng món tay nữa là 10. Rồi bây giờ mình sẽ làm một bình tay này giống cái này nhưng mà nó không có chuyển màu giống nữa, mà nó sẽ làm ngóng cục có cục dán ra chán nữa, mà cái màu này hơi khác xíu. Và bây giờ thì muốn tay già quá không có thể mà được, nên mình chỉ cầm uống cha. Mình lấy này đây nha. Quá đúng quá đi à. Lắc kiều. Trời ơi, tay này bị gãy rồi. Thủ quá trời ơi. Kệ đi. Bỏ. Hai bóng tay thôi. Ok. Buồn lắm, mình mà bỏ đút xét cho đút xét thôi. Trời buồn lắm mấy bạn. Rồi tiếp theo là cái phần mà cái phần mình làm mình chơi á, cái nào mình không chơi á cắt vô, còn cái nào mình chơi thì mình như lại để cho nó dẻo dẻo, nó không có bị bể chứ. Có một số người bạn thì nói chung với mình thì chưa có khóa đất lặng này. Điều.
Bằng tiền chuỗi cái này cũng không phải bằng tiền chuỗi, cái này cũng không phải là bằng tiền chuỗi luôn, mà là không phải là bằng tiền chuỗi luôn, bằng tiền chuỗi rồi mình chính là một cái nữa tiếp theo, mà bỏ tiền chuỗi mình chơi ra thì mình mới đóng nắp lại, còn mình không đóng nắp lại mình mới chơi là mình ủa bỏ phân phí nữa, không chặt ra thêm một khúc nữa đi dài.